Ok, vâng, chào cả nhà. Đây là cái chân mà mình gọi là Icen pedicure. Một trong những cái pedicure mà trong tiệm nail của mình xài nhiều nhất ha. Thì nó có 5 món như thế này nhá. Thì hôm nay là Vân sẽ demo cho anh chị thấy và cái cách làm như thế nào. Rồi, bây giờ cái đầu tiên đó là Herbal Mineral Bath á, là một trong những sản phẩm mà mình vì mình đã lỡ bắt nước rồi, nhưng mà thường mình thâm hai thâm vô trước, sau đó mình bắt nước thì nó sẽ tạo bọt và nó làm cho cái chân người ta rất là mềm mại. Mình không có cần phải bỏ cuticle softener vào nữa. Và chỉ có hai thâm thôi ha. Và khi mình cắt cuticle giũa này kia xong hết rồi đó, thì mình sẽ dùng cái body lufra, liquid body lufra. Đây là một trong những cái sản phẩm mà có thể lấy được cái da chết họ và làm cho cái da rất là mềm mại, giống như cái da của em bé gì đó, rất là mềm ha. Nhưng sản phẩm này đó mà xa được thì mình phải cần dùng chút xíu nước cho cái chân họ ướt. Và cái measurement đó là mình lấy đúng một palm thôi, không có hơn ha, đúng một palm cho một cái chân. Có nhiều người nói là cái chân, nhiều lúc chân của khách rất là to thì làm sao mình làm, mình lấy một cái sản phẩm được. Thật ra sản phẩm này nó là water based, cho nên khi mình lấy một hôm như vậy đó mà cái chân họ khô đó thì họ sẽ, mình sẽ nhúng nước tay của mình thì sản phẩm ra lại. Thì cái cách massage đó là mình đừng có dở cái tay mình lên khỏi cái chân ha, và cái tay của mình phải là đụng hết cái chân của người ta như vậy ha, mình xoáy tròn như vậy, xoáy tròn như vậy cho tới dưới này luôn ha. Thì dưới đây á là mình như vậy ha, mình đi như thế này, giác đạn cát. Và cái sản phẩm này á mình để ở dưới cái cục chà chân luôn. Cái step này á mình lấy luôn để dưới cái cục chà chân và mình chà luôn. Và có một số anh chị nói là cái color remover, không muốn xài color remover nữa thì xài áp dụng sản phẩm nào. Thì thường đó là trước khi mà Vân dùng cái step này đó, mà ở dưới Vân sẽ check ở dưới góc chân trước. Nếu mà dưới góc chân của khách mà đang cần cái color remover đó, Vân sẽ không có để, nhưng mà Vân sẽ để một chút xíu cái này so solution để thay thế color remover. Giờ mình sẽ để trước khi mình là chà cát á, mình sẽ để cái chỗ nào cần thôi ha, y chang như color remover vậy đó. Nhưng sản phẩm này là rất là work vì nó natural thì nó không ảnh hưởng tới tay của mình. Thì sau đó bắt đầu mình massage cái step này. Đây là cái một trong những cái step mình massage khá là lâu nhất ha. Và nhớ nha, mình không có cần dùng sức nhiều đâu. Những cái động tác của mình á không có cần dùng sức nhiều, nhưng mà khách họ feel được, họ cảm nhận được. Và sau khi mà Vân massage cái này xong rồi thì mình sẽ lấy cái cục chà chân đó, mình để cái này vô và mình chà thì nhờ cái solution đó mà nó ra hết tất cả những cái dày, cái khô này kia là nó bóc ra hết, nó văng ra hết luôn. Giờ mình sẽ rửa cho thật sạch cái cát ha. Không dùng color remover nữa vì mình nói all natural mà. Color remover nó làm cho cái chân người ta rất là khô. Thử đi, nó quấn dữ. Rồi, và sau cái step này đó là Vân dùng nước sạch nha. Nước sạch để mình rửa cho sạch cái cát ha. Mình lấy một cái khăn sạch, mình chậm, nhưng không có chậm cho thiệt là khô, cho nó còn ỉ ỉ, còn ướt ướt nha. Và cái bước kế tiếp á là gọi là Icen. Đây là một trong những cái sản phẩm mà khá là đặc biệt cho cái chân của người ta, vì mình nói liên quan đến sức khỏe đúng không, cái treatment liên quan đến sức khỏe. Thì cái sản phẩm này nó giúp cho release muscle. Cái muscle của người ta thường á là hay tight chỗ này ha, tight chỗ này, rất là tight, rất là mỏi cái chỗ này ha. Thì cái sản phẩm này không cần phải lấy nhiều, một lóng tay thôi mấy chị nhá,
Chỉ cần một lóng tay thôi. Không có cần phải nhiều ha. Vì cái chân họ còn ướt ướt đó, còn ẩm ẩm đó, còn ẩm ẩm đó cho nên mình tận dụng. Và vì sản phẩm này nó là waterpiece, và cái sản phẩm này mình tập trung vào cái muscle thôi, chứ mình không phải tập trung nguyên cái chân. Okay. Và nhưng mà cái cách massage để cho họ feel được á là mình đè cái chân của người ta xuống thì cái cơ bắp ha, nó căng được cái cơ chân của họ đó, thì họ sẽ cảm nhận nó là họ feel được. Và mình tập trung ở cái cơ bắp ở phía dưới này nhiều hơn ha. Khi mình massage đó, mình sẽ xoáy bằng cách như thế này. Và mình chuyển tay đó, mình không có dở cái tay của mình lên nhé. Mình chuyển tay thì mình cũng y chang như vậy. Anh không feel chắc anh. Bây giờ, bây giờ mà em buông cái chân em vẫn làm như vậy thì anh có feel gì không? Không feel gì đúng không? Ok, sau cái tuyệt chiêu của cái sản phẩm này, cái cách mà xa đó là mình căng cái chân của người ta. Đừng có căng quá, vừa sức của cái chân người ta thôi ha. Đó, thì người ta sẽ feel được. Và khi mà buông ra đó thì người ta sẽ không có feel được gì hết. Mặc dù mình mà xa y chang vậy đúng không anh? Và nhớ là mình muốn đổi tay thì mình cũng phải giữ cái chỗ này ha, tập trung vào cái nội cái bắp chuối. Đây có những cái nguyệt mà mệt mỏi ở đây nè, ở dưới đây nè. Đây, ok, sau khi mà mình xong cái này đó thì mình sẽ rub khăn nóng. Khăn nóng, tại sao mình phải rắp khăn nóng? Vì rắp khăn nóng á, là nó giúp cho eyedancer thẩm thấu lâu hơn nữa. Nếu mà mình không cần phải rắp nguyên cái chân ha, nếu mình muốn rắp chân nguyên cái chân thì mình rắp, nhưng mà không á thì mình rắp ở bắp chuối thôi cũng được, không cần phải rắp nguyên cái chân. Tập trung vào cái bắp chuối của người ta. Đã không? Nó thẩm thấu, nó hút nha. Thì khi mà mình làm xong một cái chân như vậy đó, mình ráp như vậy rồi đó, thì bắt đầu mình mới bắt cái chân khác. Ok, cái chân khác chứ không phải mình làm nhảy qua nhảy lại. Và khi trong lúc mà mình đợi thẩm thấu cái khăn á, thì mình sẽ làm bắt cái chân khác làm y chang như vậy cho tới cái step ráp chân đó, thì mình mới bắt đầu trở lại cái chân này ha, trở lại cái chân này để hoàn tất cái chân này. Feel được là có thằng nóng vô thì nó hút vô cái lỗ chân lông của mình. Đây là cũng là một cái chiêu nữa ha. You feel it? Relax. Mình stretch cái muscle họ đó, họ feel được cái sản phẩm và họ feel được cái massage của mình. Đây là những cái chiêu mà thường thì mình không làm đúng không? Thường thì mình cứ quẹt cho xong cái chân thì nó không cảm nhận được. Thứ nhất là sản phẩm mình là sản phẩm tốt và nó liên quan đến sức khỏe. Mà nếu mình làm đúng á thì khách họ mê lắm, họ rất là mê. Và bây giờ lên bao nhiêu tiền họ cũng không có ngại nữa. Vì mình làm mình take care tốt cái chân của người ta đó, thì nó sẽ liên quan đến sức khỏe. Và làm xong cái chân này là nguyên cả người họ khỏe, rất là khỏe luôn. Rồi, sau khi mình lấy khăn ra đó, là cái step kế tiếp đó, là Soul Solution. Soul Solution là một trong những sản phẩm nứt gót chân hoặc khô gót chân hoặc là chai gót chân đó. Là mình tập trung vào cái chỗ nứt, chỗ chai đó thôi ha. Và mình không cần phải lấy sản phẩm nhiều, chỉ là một hạt đậu phộng thôi. Một hạt đậu phộng thôi ha, khoảng nửa lóng tay.
và mình chét những cái chỗ mình cần chét dưới lòng chân thôi, chứ không có phải là nguyên cả bàn chân. Và mình massage ở dưới lòng chân thôi. Ở dưới đây nó có mấy cái nguyệt ở dưới này nè. Ok, đây nè, nó có một cái nguyệt mà nó có thể release nguyên cái chân của họ, làm cho cái chân của họ nhẹ lắm. Đây có một cái. Dạ mấy anh chị, take time ha, khi mình làm cái chân này á là mình take time, mình nhẹ nhàng đi. Con bảo đảm tiền ship mình rất là ngon. Tại sao? Mình take care họ rất là nhẹ nhàng, không có cần phải brush hay là lẹ lẹ, đi cho nhanh. Đi chậm rãi họ feel được. Còn đi nhanh á họ không có feel, họ không có cảm nhận được cái chân của họ, mà họ cảm nhận là mình đang brush cái chân của người ta. Đấy. Và sau đó đó, nếu mà sau khi xong rồi đó thì cái phần cuối cùng là cái phần ba bát body butter. Mình không còn massage nhiều nữa mà mình siêu lại những gì mình đã làm. Ok, cho nên mình không cần phải lấy nhiều. Mình có cái que này ha, mình chỉ cần dít một dít thôi, nó cũng giống như cái hạt đậu phộng thôi, không có cần nhiều ha, vì sản phẩm nó không có hao mấy chị. Một số người nói ô lấy cả rất là nhiều, nhưng mà thật lấy nhiều á nó không có work, nó trơn, nó chợt dữ lắm. Tại vì sản phẩm này nó có nhiều cái moisturize á, mà mình để nhiều quá đó nó đâu có tốt cho cái chân người ta đâu. Vừa đủ thôi, và không có cần massage nhiều trong cái step này nữa, mà mình siêu lại những cái gì mình đã làm. Và mình cho người ta chút xíu mà xa chút thôi, chứ không có cần phải deep mà xa nữa. Cái mà nhớ là cái mình đừng có dở cái tay mình khỏi cái chân của người ta ha. Và nếu mình stop, mình xong rồi đó, mình chỉ có làm gì xong không, người ta feel cái cảm giác bị hụt hẫng thôi, đang phê cái tự nhiên mình. Ok, sau đó là cái Icen pedicure là một trong những cái pedicure mà họ làm nhiều nhất trong tiệm mấy anh chị nhé, làm nhiều nhất trong tiệm. So anh cảm thấy như thế nào? Very good, new feet, happy feet. Ok mấy anh chị,